Mẹ nói với con rồi, không có cái gì phải buồn hết trơn á, không có cái gì mà mình phải tiêu cực hết trơn á. Cuộc đời này nhiều lý do để sống dữ lắm. Chờ mẹ 2 phút đi, mẹ cho con biết cái lý do là cái gì liền. Đây nè con coi đi Diễm ơi, nguyên cái gia đình của bà Tư ha, mới bể nợ bán hết trơn miếng đất luôn, không còn một miếng nào hết trơn mà ngồi tỉnh bơ ăn cơm này, thấy chưa? Con thấy nguyên gia đình này có ai có biểu hiện gì buồn bã không? Còn cái thằng già này ha, 20 năm trước là tiền án tiền sự đầy người đó. Hồi xưa ha không ai coi ổng ra cái gì đâu, mẹ nói thiệt với con cái Diễm. Mà bây giờ cái bản mặt của ổng người thấy không? Chơi chơi cái mặt cái sống, có biết mắc cỡ là cái gì không? Còn cái bà này ha, mày nhìn cái bản mặt của bà như vậy ha, không ai nghĩ là bà ngoại tình đâu Diễm. Hồi xưa là tính là cặp thằng cha mày nữa kìa, mà tại vì ngán tao cho nên là dưới cơ tao đâu có dám mà tiến tới đâu. Tao là tao định không nói rồi, nhưng mà thằng này chứ nói là cá mẹ một lứa, bữa nay tao nói tao phơi bài luôn, vợ chồng nó ly dị thì cãi mẹ đó. Mày coi cái mặt bà có biết mắc cỡ không? Còn cái con này ha, mày nhìn cái mặt nó đi, mày nhìn nó có nét nào trong con gái không? Cái mặt của nó vuông vức đây nè, thấy không? Mà mày nói tới nó lét một cái là nó tự ái, nó cựu lộn liền đó, mà nó không biết làm ăn gì hết trơn á. Ngày hôm nay mà cha mẹ của nó phá sản là một tay con này đó, con này là con bất hiếu, con này là con phá gia chi tử, con này là con khốn nạn. Mà mày coi nó có biết mắc cỡ là gì không? Còn con này ha, mày căng vào, mày đừng có tưởng người ta không có biết mày cái chuyện đó, người ta biết hết trơn rồi mà tại người ta không muốn nói thôi. Mà mày coi bữa nay nó không biết mắc cỡ là cái gì, nó còn ăn cơm này ăn cơm trắng này, thấy không? Mày coi cái mặt nó đi không biết mắc cỡ là cái gì hết trơn á Diễm ơi. Bây giờ nguyên một cái gia đình phá sản trắng tay không còn một cái gì hết trơn, bởi vì bữa cơm 5.000 mà nguyên gia đình ăn đầy đủ no nê này, thấy không? Mẹ nói với con, nguyên gia đình mày ăn cơm tiếp đi. Mẹ nói với con rồi, không có chuyện gì phải buồn hết trơn á. Buồn nào mà buồn hoài, mưa nào mà không tạnh có gì đâu mà buồn, buồn một chút rồi thôi, hiểu không?